Quý vị các bạn thân mến, sau khi mà khảo sát mọi thứ xong thì ngày hôm nay Nếm cùng với mọi người sẽ chính thức là chuyển gia đình của bé Lan xuống dưới xuôi. Và đồng hành với mình ngày hôm nay đó là gia đình anh Tiến, chị Nhung và anh Hưng, là những người mà sẽ đồng hành với mình trong cái hành trình mà giúp đỡ nhà bé Lan. Thì ví dụ như là nhà anh Tiến thì sẽ cung cấp việc làm cho mẹ và bố của bé Lan. Còn nhà anh Hưng thì sẽ tạm thời là cho các bé có một chỗ ở tạm thời trước khi mà chúng ta có thể là dựng được một căn nhà cho nhà bé Lan. Nên là mọi người cũng muốn là lên thăm gia cảnh hiện tại của bé Lan. Sau khi mà xem xong video của mình thì mọi người rất là mong muốn lên trên này. Trên tay của anh chị là những cái món quà nhỏ tạm thời cho mấy đứa trẻ con. Nhà anh Hưng thì làm một tiệm tạp hóa ở chỗ thị trấn, nên anh có một chút quần áo hay là dép để cho các bé phải thay. Đường này thì trời mưa vất vả lắm mọi người ạ. Trời mưa là thôi luôn đấy. Nhưng mà cũng rất là may kiểu mình đi đông này mới còn có tinh thần, chứ còn đâu đi một mình thì cũng khá là mệt. Sau hôm nay nữa thì bé Lan cùng với cả các em sẽ không còn phải ở trong rừng nữa. Mọi người cố lên nhá. Và nếu như mà quý vị khán giả mà có dành tình cảm hay là chút quà cho cổ bé Lan thì có thể liên hệ với mình qua Zalo là 0366644100. Và chính thức ngày hôm nay thì mình xin được kêu gọi để nhà em Lan có một cái tổ ấm mới. Có lẽ là chúng ta sẽ dựng nhà cho em ấy ở xuống dưới kia, một căn nhà mới. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì có lẽ là Nếm cũng rất là cần cái sự chung tay của các mạnh thường quân và quý vị khán giả. Chúng ta tạm thời quên cái hoàn cảnh khó khăn của bé Lan đi, thì thực sự cái khung cảnh này nó cũng rất là đẹp. Bởi vì là cái con sông Gâm này nó xanh biếc luôn, đẹp cực kỳ luôn. Nó chính là cái hạ nguồn của con sông Nho Quế. Nên nếu như quý vị khán giả mà có một lần mà đi dọc theo cái chiều dọc của con sông Nho Quế thì sẽ về đến đây được luôn. Đây là sông Gâm, sông Súng. Tiếp theo thì nó sẽ ra cái con sông Lô. Nói chung là cái quãng đường lên thì mình chỉ lột tả một chút ít thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đưa các bé xuống dưới thị trấn. Tạm thời là cho các cháu có một cái chỗ tổ ấm tạm thời ở để đỡ khổ hơn. Chào Lan nhá. Chị lại là chú đây. Đây. Đây các bác mang quần áo với ở dép cho con đấy. Đây, đây là chị cả trong nhà đây. Đấy. Rất là đảm đang luôn. Ô cái thịt hôm qua chú mua cho đâu? Ừ. Thì à nấu rồi. Bạn ấy không hiểu, bạn ấy không hiểu. Cái thịt thì đây cái căn tròi của năm mẹ con ở trong này. Đây gạo đây, hôm trước em cõng lên đấy. Vâng, đây. Đây ngồi trong đây này. Đấy mọi người nhìn này. Ba lấy cho con cái hộp sữa ấy. Cái sữa đi. Đây chị cả đảm đang nhất nhà đây. Vâng. Sinh gái trộm vía. Ở đây quần áo đấy. Xinh xắn đây. Quần áo đấy thì cứ lời mà họ để lúc nào thay ấy thôi. Ở trên này ấy thì mẹ của các bé tiết kiệm nước cực kỳ luôn, bởi vì là ở đây không có nguồn nước ấy. Đấy phải gùi rồi, xong là sẽ đun vào trong cái nồi như này này. Đấy. Ồ trông mất vệ sinh quá nhỉ. Chắc hôm qua nấu thịt ở đây này. Ừ. Thịt con không? Thịt hôm qua mua 2 cân vẫn chắc vẫn còn. Tiến bóc thứ cho mọi người. Mình cháu uống. Mẹ đi làm lâu chưa con? Mẹ. Mẹ đi lấy củi rồi, để lấy thuê, lấy củi thuê. Lấy củi bán cho họ. Đấy đang đi làm thuê. Mấy đứa đi ủng mà bỏ nó. Bỏ dép cho mấy đứa đi. Đấy, đây có dép này. Nhà bác Hưng bán tạp hóa nên bác dẫn là sẵn mấy cái đôi dép như thế này. Em bỏ ủng ra, em chỉ đi đôi dép này xem vừa. Con bỏ ủng ra để làm. Ô bốn đứa cả. Vâng. Lan ơi Lan, chiều mình xuống núi nhá. Chú sẽ chuyển các con xuống dưới núi, không ở trên này nữa nhá. Tạm biệt căn nhà này nhá. Đây, này bạn này. Tạm biệt căn nhà tạm bợ này.
chúng ta sẽ chuyển các bé xuống một cuộc sống mới với rất nhiều những cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân khắp cả nước, trong và ngoài nước. Và Nếm thực sự rất là biết ơn mọi người khi mà mọi người đã luôn luôn đồng hành trong những video và mọi người đã chủ động liên hệ với Nếm để giúp đỡ hoàn cảnh của nhà Bé Lan. Đây là một cái niềm hạnh phúc mà mình thấy là dù là vượt quãng đường xa từ Hải Phòng lên một cách là rất là gấp rút, bởi vì là mình cũng còn nhiều công việc khác nữa, nhưng mà mình vẫn thấy hạnh phúc sau khi mà chạy xe lên trên này thì nhìn thấy các em được mọi người chia sẻ tình cảm như này thì mình rất là hạnh phúc. Đây kia, trong kia là gọi là không gian bếp, đi tạm thời là gọi là không gian bếp nhưng mà cũng chẳng có cái gì trong đấy cả. Vâng. Để có mỗi cái thùng nước thôi. Chị lớn rất là xinh gái nhá mọi người nhá. Chị rất là ngoan nhá. Có má núi đồng tiền mà. Yêu cực luôn ý. Đang bảo là xuống Hải Phòng làm con nuôi chú mà không chịu, bảo về nhớ em. Nhớ em không đi được. Bê bết luôn. Có nhiều quần áo mặc sắp trong này. Bê bết đất. Thế con có thích đi học không? Ở đây có quần áo đấy. Đi học á? Không con hiểu. Con học có chữ chứ. Bạn ấy không, bạn ấy cứ nhỉ? Nói không có. Không hiểu. Không hiểu lắm à. Không, với cả bạn ấy bảo là đi học thì không ai trông em. À gì á? Không dám đi. Con gái. Mấy đứa em mà được tính tuổi đi học có chưa nhỉ? Ba bạn con trai đấy. Bạn này là đâu? À, hai trai hai gái. À, bạn út là gái. 4 tuổi. Còn bạn kia được 1 tuổi hơn. Ô trời, quần áo toàn quần áo siêu nhân này, dép siêu nhân đây này. Nhà bác Hưng nhiều đồ trẻ con quá nhỉ? Toàn đồ xịn đây, anh bán đồ xịn trở về. À. Ô, Gangnam Style luôn cơ. Đẹp. Ô, đây dép này. Quá nhiều cái này. Con có thích không? Đó à, đấy nhá, đây là của con này, con lớn nhất, con đi dép con gấu này. Đứa lớn được 2 cái áo này đẹp này. À. Đây mua này. Ai cũng có quà nhá. Đây là dép của mẹ. Dép của mẹ nhá. Dép của mẹ con nhá. Nhưng mà mẹ nó có đồng ý cho xuống không? Có. Đó. À, em đã nói chuyện qua rồi. Tí nữa ta lên kia nhờ anh Quang gọi điện cho bố nó. Để đưa tiền cho mẹ đi mua chắc. Có số rồi thì số bố nó. Dạ. Đồ này ấy nhá. Không dám mua đâu. Đồ này đắt quá. Đắt tiền. Đây toàn tích không? Mấy trăm nghìn. Thích không con? Đấy, Lan ấy. Quanh quanh cầm này cầm 2 triệu. À, còn không thừa mấy tiền đấy. Thế thằng cầu này là thằng thứ hai. Mình thích cái gì? Vâng, đúng rồi. Thứ ba. Con mấy tuổi? 5 tuổi á. Con Lan là 5 tuổi. Không nói, không nói từ tiếng phổ thông. Lan là mấy tuổi? Em có biết nói không? Lan là 10 tuổi. 10 tuổi, còn em thứ hai. Mẹ thì bảo 6 tuổi. 5 tuổi á? Chai nước kia đi vợ. Này thịt đây chị Hưng ấy, chị mở thử em xem thử này. Đây, cái thịt hôm qua mua lên vẫn còn đây này, cái quê của mình nhưng mà trên này chỉ có luộc đơn giản thôi, luộc với muối thôi. Luộc với muối rồi. Rồi. Vâng, thôi thầy cái thôi cái máy thế rồi, đúng rồi. Được rồi, bác đi bác nước à, cho con sữa này, cho con sữa thì lấy nước đi thôi. Bác chỉ lấy nước. Cười cái nào Lan? Cười cứ ăn thế nhỉ, riêng mà nào ăn xong để gọn. Trước khi mà chuyển em Lan xuống dưới thấp hơn thì mình đang muốn là lên trên chỗ điểm trường Lũng Vài, nơi mà các em trong gia đình Lan đang học. Thì ở đây mọi người thấy là cái điểm trường này nó nằm ở một cái vị trí rất cao và cái con đường đi lên thì nó cũng rất là kinh khủng. Đấy là mình còn đi ngày nắng ấy, còn đâu ngày mưa thì mình tin chắc là sẽ là một cái thử thách rất là lớn với cả các cô. Tuy nhiên ở đây thì các cô vẫn bám điểm trường để dạy chữ cho các con. Thì sau cái hành trình này nhé mọi người nhé, sau cái hành trình này thì nếu như quý vị khán giả mà có muốn ủng hộ bà con ở trên này cho một cái đường nó rộng rãi hơn, đỡ bị nguy hiểm thì Nếm sẽ cố gắng là làm cái cầu nối để giúp cho bà con có một cái đường đi lại nó thuận tiện hơn. Chỉ cần cái đường kiểu như đường cấp phối thôi cũng được, nhưng mà rộng ra. Chứ còn đâu, những cái khúc cua như thế này rất là nguy hiểm. Chào các con nhá. Quanh đây là ngôi bản nha. Trên xa xa kia vẫn còn rất nhiều những hộ gia đình ở trống ở trên núi, cực kỳ xa luôn. Chào các con nhá. Nho dòng. Đây chắc là tầm này là đang giờ nghỉ trưa nên các em đang nghỉ, đang chơi. Chúng ta đang được gặp gỡ một cô giáo, một trong ba cô giáo mà bám với cả điểm trường. Đây là Lũng Vài à? Nậm nhòng. Vâng. Thế thì Lũng Vài ở đâu? Lũng Vài là cũng là thuộc Nậm Nhòng. À thế à, Nậm Nhòng. Thì tại đây thì có bao nhiêu học sinh hả chị? Ở trên này là có 40 học sinh. 40 học sinh, vâng. Là tiểu học.
Tiểu học còn mầm non là tầm 30. Thế mầm non là cũng ở đây luôn? Vâng. Ồ, thế thì tôi có ba cô là dạy gần đấy các cháu luôn á? À, mầm non thì khác chứ em. À thế à? À đây này, chị đây. Đây nhá, mọi người chờ chút đây, mình cho xem cái quãng cung đường nó lên rất là khó khăn đây. Thế bình thường mà chị trời mưa chị đi dạy ở đây nó có khó không? Trời mưa thì nói chung là phải đi bộ từ các cô là đi bộ từ dưới chân núi lên. Ôi thế á? Vâng. Ui, mọi người ơi, nếu mà đi bộ từ dưới chân núi lên thì chắc phải mất tầm cả hơn tiếng à? Nếu mà người nào mà đi không quen thì cũng phải tiếng hơn. Tiếng hơn. Còn các cô thì đi quen rồi thì cũng một tiếng đồng hồ. Cô là người dân tộc gì? Cô là dân tộc Tày. Tày à? Nhưng mà sao lại chọn Tày Hòa An? À Hòa An cơ. Vâng. Ôi thế xa lắm. Thế là tối cô ngủ đây luôn? Không, cô đi lại thôi. À thế cô về tối về ngủ thị trấn à? Cô là trọ ở dưới thị trấn. À. Ôi mọi người, thế chỗ này không có chỗ ăn ngủ cho các cô đâu, chỉ là chỗ dậy thôi. Vâng. Còn những cái nhà này thì là do là bên là tình họ bên tỉnh góp tiền bên tình nguyện. Tình nguyện à? Giúp ạ. À vâng vâng, thế đây. Đây đây. Đấy. Thế thì hy vọng là sau này sẽ có một cái con đường nó đi dễ dàng hơn cho bà con. Đây mọi người có thể thấy là cái anh kia rõ ràng là người Mông rồi ấy, nhưng mà chạy vẫn bị ngã dưới kia. Bởi vì những cái khúc cua này rất là gắt và không quen thì sẽ ngã liên tục luôn. Hy vọng là sau này mình có thể làm cái điều gì đó cho cái cung đường này nó rộng rãi ra để bà con đi lại, hoặc ít là nhất là những cái xe vật liệu lên trên này để giải cấp phối. Đây. Mặc dù là gần rất gần với cả quốc lộ 34 thôi nhưng mà trên này vẫn còn nhiều lắm, và sâu trong kia thì vẫn còn nhiều bản làng họ ở rất là xa. Đi phải, nếu mà tính chạy xe thì cũng phải khá là lâu ấy nhỉ. Trước là điểm này là chưa có điện đâu nhân, nhưng mà 2 năm nay là do bên thiện nguyện ấy. Vâng. Họ ủng hộ. Thiện nguyện là của tỉnh hay là tỉnh khác? Tỉnh khác thôi. Tỉnh khác thì à, vâng. Đấy thì nếu mà trên video mà có ai xem được cái thông tin này mà muốn chia sẻ quà tặng cho các cháu rồi hỗ trợ các cô việc dạy lại học đây thì mọi người có thể là lên trên điểm trường này. Cô có số điện thoại không? Thế tí em xin nhá, tí em xin số điện thoại nhá. Tí cô lấy cho. Vâng, thì mình cũng không tiện là chia sẻ trên video, mà nếu mà ai có nhu cầu thì có thể liên hệ qua mình và mình sẽ gửi số của cô để chúng ta lên đây làm những chương trình thiện nguyện giúp bà con có một cái cuộc sống nó cũng, hoặc là cách đi học của nó cũng đỡ hơn nhỉ. Vâng. À, cảm ơn cô nhé. Cô tên là gì ạ? Hoàng Thị Xoan. Vâng. À vâng vâng. Đấy, cảm ơn cô. Hòa An vào đây công tác cũng được 11 năm. Vâng vâng. Cảm ơn cô nhá. Cảm ơn nhá. Vâng, cô dạo. Chào em nhá. Dạ vâng. Cảm ơn em nhiều nhá. Vâng vâng ạ. Ấy chà, các bạn ở đây cũng chơi vận động nhảy dây các kiểu, nhưng mà các bạn thấy này, cho chú xem cái dây này một tí nhá. Đây cái dây này là dây rừng nhá. Thì con lấy cái dây này đâu ấy? Vặt. Vặt à? Thế cứ bao lâu thì hỏng, nó có hỏng không? Hay hỏng không? Hỏng thì lại thay lấy cái khác. Đấy các em ấy dùng đồ chơi là những cái dây từ rừng như này, rất là hồn nhiên ngây thơ. Đấy con nhảy đi. Nhảy đi nào. Tiếp tiếp bạn nào chạy vào. Quay đi, cần nhìn quay. Quay nào. Tiến quay nào. Ô. Nhường quá. Không sống rồi chơi đấy. Đừng ai nhìn có chất ra đó. Ôi rắn. Từ. Nó vẹo hết cả đít đi. Lên dễ hơn là xuống nè. Đúng rồi.
này trơn lắm. Gắn thẳng nhá. Thay quần áo gái xinh luôn này. Xinh à? Đấy. Xinh đấy. Quần áo mới của bác Hưng cho đấy. Đấy, ai cũng có quần áo mới. À, quay chưa nhìn chú cái nào. Đấy. Em nữa à, em kia nữa. Đấy, nữa rồi. Đỉnh chưa? Giỏi quá. Rồi, khởi điểm là như thế. Bây giờ thì hành trình xuống núi của các con sẽ bắt đầu. Và tất cả những cái đồ đạc như thế này cũng may là rất là may là mình được hầu đồng hành với anh chị. Thì anh chị sẽ giúp mình khuân vác cái đồ này xuống. Nói chung là cũng không có cái gì nhiều ngoài một vài cái đồ như thế này. Nồi niêu xong chảo nữa. Mày quá, có anh Quang xuyên dịch chứ không thì em chịu thôi. Bởi vì là phụ nữ ở trên vùng cao này thì họ ít học hơn là đàn ông. Và họ cũng toàn ở nhà thôi. Chỉ có đàn ông đi làm xa thì mới có thể là học được thêm tiếng phổ thông. Đấy một cái sự thiếu thốn và cái khoảng cách ngôn ngữ khó để mình có thể giải thích được. Nên cái lần đầu tiên tới với cả đây thì chị Sai, chị cũng ít nói chuyện với mình. Chị Sai là 93. Hành trình rời núi bắt đầu. Chiếc bán tải thân yêu của mình lại một lần nữa làm những cái nhiệm vụ mới, đó là chuyển nhà cho em Lan. Hy vọng là sau cái lần giúp đỡ này thì gia đình em Lan sẽ làm lại để giúp cho con có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Say xe à? Say xe à? Say xe. Con say xe à? Không thở được à? Hay sao? Hay cứ bỏ ra thử xem có say xe không? Tài xe đeo hết khẩu trang nhá, không quen. Đi xuống đây con. Xuống đi. Xuống đi. Căn phòng tạm thời của gia đình bé Lan thì nhìn thẳng ra một cái bờ suối như này. View rất là đẹp luôn. Nhưng mà các con không được ra suối khi mà không có người lớn nhá. Ừ. Đấy, khung cảnh thiên nhiên chưa? Đấy, đẹp lắm. Người Mông thì họ thường ở trên núi cao chứ không phải là ở dưới sát bờ sông bờ suối giống như người Tày hay người Nùng, người Thái nữa. Đây là một cái lối sống cũng hơi khác so với cuộc sống ở trên kia. Tuy nhiên là mình cũng sẽ dần dần và làm thế nào để cho mẹ bé có công việc hòa nhập được và lũ trẻ đi học trở lại.
Ở cái chỗ này chính là cái không gian mà sẽ trở thành không gian bếp. Tuy nhiên là đồ đạc thì chưa có, thì ngày mai mình sẽ hỗ trợ gia đình mua một ít đồ gia dụng để phục vụ hàng ngày. Đây là phòng ở. Xong chưa chị? Đi chưa? Đây. Đây phòng rất sạch sẽ, có cả điện các thứ. Rồi nhà vệ sinh khép kín nên các con đi lại nó sẽ rất là dễ thuận tiện hơn. Giờ thì có lẽ là mình sẽ dẫn các mẹ con đi ăn đã. Ở đây là xưởng gỗ của nhà anh Tiến với cả chị Hưng mà sáng nay có đi cùng mình. Thì anh chị có hứa là sau khi bố bé về đây thì sẽ cho một cái công việc tại xưởng mộc này để giúp cho gia đình có thêm thu nhập. Còn mẹ thì sáng ngày mai mình sẽ dẫn mẹ bé đi tìm việc ở quanh thị trấn Bắc Mầu này. Hy vọng là qua cái video này thì mình sẽ giúp được gia đình có cái cần câu cơm. Sau đó thì cố gắng để làm việc tiếp. Cả 8 tháng tiền nữa đấy ạ. Anh đi rồi, cứ ví vu luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Cuối cùng thì mọi người cũng có thể là thoải mái, bởi vì hôm nay tất cả đều làm được một cái việc rất là vui và ý nghĩa, đã giúp cho gia đình em Lan có thể là thêm một cái bước ngoặt mới. Và hy vọng là mẹ bé Lan sẽ cùng bố cố gắng. Ở đây thì mình xin giới thiệu qua ví dụ như là những mạnh thường quân ở khu vực Bảo Lâm này đã giúp mình trong cái việc là trợ giúp cho nhà bé Lan, thậm chí là đồng hành với mình ngày hôm nay. Đây, đầu tiên là chị Nhung. Đấy, chị Nhung thì cũng hơi hốt vì cái vấn đề là đi xe nhở, chị nhở. Đây là chị Hưng, là vợ của anh Tiến. Thì sau này thì anh chị cũng sẽ tạo điều kiện cho bố bé Lan khi mà quay ở đây thì sẽ làm ở xưởng gỗ này với công việc của một thợ mộc. Đây là vợ chồng anh Hiền Hưng, cũng là người mà giúp cho bé Lan với cả mẹ bé có cái phòng ở ở dưới kia. Cảm ơn. Đây là chồng của chị Nhung. Chồng chị Nhung. Còn đây là anh Quang, thì là cũng người phiên dịch viên cho mình để kết nối với cả gia đình bé Lan và phiên dịch nữa. Còn anh Tiến thì đang đi ấy rồi. Các bé thì cũng đã ăn xong, no căng bụng rồi, đang ngồi chơi các kiểu. Hy vọng là các con sẽ ấy. Mọi người có cảm xúc gì, cái hôm nay đi câu chuyện có cảm xúc gì không anh Hưng? Cảm xúc là được trải nghiệm, được đi cung đường như lên mây. Đúng rồi, em hy vọng là sau này em sẽ làm được cái gì đường đó, bởi vì các cô giáo là em thấy là các cô bảo là ngày mưa là không đi được đâu. Là hình vâng, nên hy vọng là em sẽ được đồng hành với anh chị và trong thời gian tiếp theo. Cũng mong là mọi người ở gần đây thì có cái gì hỗ trợ cho gia đình Lan nhé. Nếu gì thì cứ nói chuyện với cả mẹ em Lan để cho mẹ em Lan hiểu tiếng hơn. Khổ cái là mẹ em Lan lại không biết tiếng phổ thông nhiều. Vâng. Mọi người nè, thế là giờ mình tự chúc mừng nhau một chén rượu ngô. Chén rượu ngô nhá. Vâng. Vâng. Hy vọng là chúc chú Nếm mà luôn luôn mạnh khỏe. Vâng vâng. Ơ chị em cảm ơn tất cả mọi người. Cầm nước cam. Đây đây. Cầm nước cam. Đây ngạt được mà. Ngài vẫn còn ngại ngùng quá nhỉ. Tập dần đi. Rồi, tập dần nhá. Sức khỏe mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Trấn này là tiếp xúc nhiều là sau này có vâng, vâng. Siêu hơn đi chi. Cảm ơn. 2 năm đây là sinh nhật. Đúng rồi. Mà anh đi chợ về đây nhiều, anh cũng người nước ngoài về. Vâng. Có gì anh nói cũng được mà. Nha. Cố gắng ở đây làm việc em nhé. Bây giờ thôi. Em muốn chị. Mình sẽ có lẽ là kết thúc cái video ở đây, bởi vì là mình cũng mọi người có cái không gian ăn uống nó riêng tư. Thì ngày mai mình sẽ dẫn mẹ bé Lan đi một số việc nữa trước khi mà mình phải về Hải Phòng để xử lý công việc ở dưới nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Em ăn đi, đừng ngại nhá. Một tí còn trông con nữa. Xin chào quý vị khán giả nhá. Ngày hôm nay thì mình đang quay trở lại với nhà bé Lan đây để lát nữa thì mua đồ gia dụng với cả đồ hàng ngày cho các bé. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mẹ bé Lan đi ra chợ và cùng với anh Quang phiên dịch để xin việc cho mẹ bé Lan. Qua các con ngủ đây có ngon không? Đỡ hơn ngủ trên giường không? Làm xong là có phòng thì đi dọn những cái đồ xuống mà giặt. Xong là mình quét dọn sạch sẽ gọn gàng. Cái này là cho chị về học cho.
cho vợ của anh ấy là phải bảo ban cho em làm như nào như kia, phải bảo cho 1-2 ngày cho em thần phục, cho em biết đi đấy, biết hết đấy. Hiện tại thì mình đang ở chỗ nhà nghỉ Tiến Anh ở ngay thị trấn Bắc Mầu này, thì bên cạnh mình đây là anh Tiến là chủ nhà nghỉ. Thì hôm qua mình cũng có nghe được cái thông tin là nhà nghỉ anh Tiến cũng đang tuyển dụng, thì với cái công việc là dọn dẹp phòng ốc rồi là tạp vụ, nên là mình đang xin việc cho em Sai. Em Sai thì sinh năm 93, nhỏ hơn mình 3 tuổi, nên là em sẽ tập dần. Có một cái rào cản lớn nhất đó là về ngôn ngữ, thì em Sai là người Mông mà. Người Mông thì phụ nữ họ thường là ít đi ra ngoài xã hội, nên là cái việc giao tiếp nó khó, nên là mình đang động viên với cả em Sai là phải học thêm một tiếng tí phổ thông và đi làm hàng ngày. Tức là ở đây sẽ làm buổi sáng và tối về trông con, sau đó lại đi ra đây. Thì hy vọng là trên cái công việc mới này thì sẽ giúp cho em Sai có thêm thu nhập để nuôi con, và thứ hai nữa là có thêm nhiều khoản nữa, rồi thêm cơ hội mới nữa. Em cảm ơn anh nhá. Đây là anh Tiến, thì anh Tiến là chủ nhà nghỉ đây. Thì hy vọng là anh sẽ hỗ trợ điều kiện cho bé Sai để nó nuôi con, nó có 4 đứa con cơ. Vâng, được bạn. Vâng, thì là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau được. Em thì cũng giúp cái việc cho gia đình của anh có được việc, thì vâng, anh em mình là hỗ trợ lẫn nhau thế thôi. Vâng, vâng. Thì em nếu nhiều cái mà em ấy không hiểu thì anh có thể là bảo em ấy gọi điện cho anh Quang, thì anh Quang sẽ là người phiên dịch giúp em. Thì anh Quang cũng đồng hành với em trong cái hành trình, bởi vì lúc hôm trước là em cũng muốn là nói chuyện với Sai, nhưng mà Sai không hiểu nhiều tiếng, thì nhiều khi là hiểu sai nên là phải nhờ anh Quang. Vâng, thì cũng em đã cho 4 đứa trẻ là với mẹ nó là ở chỗ sát bờ suối mò nước ấy. Vâng, sẽ đi về. Thế đi về thôi, sáng thì về giúp làm, xong rồi chiều tối thì về chăm con, thế cũng được. Vâng, thế công việc này cũng hay, bởi vì công việc ở đây thì rất là nhàn thôi mọi người ạ, bởi vì phòng ốc thì không phải lúc nào cũng có phòng. Nhưng mà được cái dọn dẹp thì rất là an tâm, mà lại ngay thị trấn nữa, đi lại rất là dễ dàng. Nên nếu mà quý vị khán giả mà muốn mà hỏi chuyện về hay là thăm hỏi gì với cả em Sai, thì nếu mà có đi ngang qua chỗ thị trấn Chóc Bóc Màu này, thì vào chỗ nhà nghỉ Tiến Anh thì sẽ gặp được bé Sai và anh Tiến nữa, thì mọi người có thể hỏi chuyện thêm nhé. Bây giờ thì mình chính thức đây là cái ngày làm việc đầu tiên của em Sai, thì tí nữa em Sai sẽ đi về nhà sau, còn bây giờ thì mình cùng với cả anh Quang sẽ đi mua những cái đồ gia dụng như là bột giặt hay là gạo yếc cho các em nhỏ, mình sẽ đem vào đấy. Thì em Lan đang trông ba đứa em rồi nhỉ, em ở phòng rồi. Thế em cảm ơn nhé. Vâng. Thế có gì anh chị cho Sai ở đây bắt đầu chính thức làm việc ngày hôm nay. Thế là tí cho anh cho đi cho chị vợ anh ấy lên. Vâng, hướng dẫn cho bảo ban hướng dẫn cho. Vâng, vâng. Làm cho nó biết những cái thủ tục như thế nào. Dạ, vâng, vâng. Công việc như thế nào. Vâng, dạ vâng. Thế Sai nhá. Sai tí nữa em xin số điện thoại của anh Tiến. Có mấy điện thoại chưa? Đây có đây. Nhá. Trong có gì là số qua như thế nào? Mỗi chị ví dụ như là các chị hiểu ấy thì sẽ gọi điện. Còn cái này thì cũng là nói cũng bình thường thôi, nói phổ thông để khả năng biết nghe, chẳng nói không biết nhiều đúng không? Em tập nói tiếng phổ thông đi em ạ, phải tập nói nhiều vào thì sau này còn làm việc. Đấy, mình cùng với cả anh Quang đang đi mua ít đồ gia dụng cho bé các con. Đấy, chắc là sẽ kiểu như là bột giặt, bát đũa, thìa, gạo các thứ để cho các con có thể, rồi khăn mặt nữa. Rất nhiều, mình sẽ mua đầy đủ để cho gia đình bé Lan có thể là sử dụng. Đây, có khi là cái chỗ đấy là nền đá hoa thì cho thêm một cái. Nhà nào nền đá hoa? Vâng. Nhà nào? Không, cái nhà Hưng Hiền. Bây giờ đang ở dưới này. Vâng, đúng rồi. Anh tưởng ở trên kia. Đấy, vâng, đấy. Thì có cái đấy nhỉ? Rồi, rồi. Thế cho nó cái chổi quét rồi đúng không? Chổi quét đi. Lấy cái chổi. Chổi chít đi à? Lên. À, chổi, có rồi. Xem còn gì không nhỉ? Đồ. Bên kia có rồi nhỉ? Dầu gội không? Dầu gội. Đây, đây lấy dầu gội đi. Dầu gội sau là một cái à? Nhá, dầu gội bột giặt. Dầu rửa bát đúng rồi. Đấy. Đấy, tức là mọi thứ sẽ phải đầy đủ để cho nó có cuộc sống mới. Lấy chai đi, lấy chai đi. Chai đắt đâu, gói đâu, bọn trẻ con gói đâu, chai bóp phát mẹ tốn lắm. Thế à? Ừ. À. Gói thôi. Gói này, mỗi lần mà gói thì cái bóp phát cái này xuyên mấy. Anh chủ thảo ai có cái bộ dâu hơi uy tín đấy. ok, rồi. Mấy hôm nào hỏi sắm sửa như là cho con gái về nhà chồng. À đây, kem đánh răng nữa. Bàn chải đánh răng nhá. 5 cái à? 5 chiếc luôn.
các bốn kiểu. Đứa con một mẹ à? Đúng rồi. Là năm à? Là năm. Với cả kem đánh răng nhá. Xuống đây ở hết à? Vâng, xuống bây giờ xuống đây ở hết rồi. Đây, kem đánh răng kia. Khăn tắm. À, giấy vệ sinh nữa, cho em giấy vệ sinh nữa. Lo cho con đầy đủ để các con đấy. Cho em giấy vệ sinh đây. À đây cái cọc này, đây, ok. Kem đánh răng có chưa? Vâng vâng vâng, em cảm ơn anh. May quá anh. Ơi, cái dầu rửa bát có chưa? Có rồi. À vâng vâng. Ok ok, dạ vâng. Trứng gạo, ui gạo, 25 cân gạo. Mắm muối 19, dầu ăn đầy đủ hết. Phấn khởi. Phải mua đầy đủ đồ cho các con. Kiểu nữa. Đồng chí ở tận đâu vậy? Cháu ở dưới Hải Phòng chú ạ. Vâng. Sẽ làm từ thiện thế này. Vâng. Bà con đi nhé. Vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Dạ. Mình đang mua cho em Lan một cái điện thoại để em mới có thể liên lạc với cả mẹ lúc mà mẹ vắng nhà, có cái gì cần. Điện thoại là bao tiền em? Mẫu này là đang 500.000. 500.000 à? Em nói phải nói to không? Mọi người cứ tưởng là anh với em nói nhỏ ấy. Đây 500.000. Dạ. SIM là 270. SIM 270 anh ạ. Có tiền chưa? Có sẵn khuyến mãi trong SIM rồi anh ạ. À. Ồ, rồi thế là cũng đủ để liên lạc thôi. Ôi, vâng. Đây, đồ đạc đây. Anh Hưng chủ ở chỗ này cũng đang tới đây để thăm mẹ con. Nhưng bây giờ thì mẹ đi làm rồi. Bây giờ mình sẽ để đồ hết ở đây. Tất cả những cái đồ gia dụng mà cần thiết cho mẹ và bé. Lan ơi! Lan à? Vâng. Vâng, cứ trình thử ra. Lan ơi, ra chú bảo này con ơi. Hôm qua mọi người có nói vui đó là hoàn cảnh đã đưa đẩy cho em Lan trở thành một người mẹ thứ hai. Và bây giờ bạn ấy sẽ phải ở nhà đây để trông cho em nhỏ. Tương lai thì mình chắc chắn là sẽ cho Lan đi học trở lại. Bởi vì là mình sẽ muốn giúp Lan nhiều hơn với cả các cái. Lan à, chú bảo này đây là cái điện thoại chú tặng cho con nhá. Cái này là để con liên lạc. Chú đã lưu số đây, chú Tùng này, chú Tùng Nếm này, với cả mẹ Sai nhá. Thì có cái việc gì mà con cấp bách thì con gọi cho mẹ nhá. Đây nhá, đây mẹ con cũng lưu số rồi nhá. Đây 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 sạc đây nhá, con cứ giữ nhá. Bây giờ con quét xong ra đây xong chú bảo này. Đấy, bây giờ mình chỉ có đi đất ở trong này nhá, không đừng đi dép vào nhá. Đấy, cô gái 10 tuổi nhưng mà làm được tất cả việc. Đây. Xin phép khởi không ạ? Đấy. À. Trang gọn gàng đi. Đúng rồi, con này gọn gàng mà. Đây là dép của anh Hưng hôm qua có tặng cho các bé. Lan à, Lan ra đây chú bảo. Ra đây, con ra đây. Được rồi. Lan à, đây. Lan ra đây chú bảo. Đây nhá, đây là gạo này. Gạo này, trứng với cả các thứ chú mua cho con nhá. Thì tí trưa con nấu cơm cho em nhá. Bởi vì tí chú sẽ phải về Hải Phòng là chú không ở đây được nữa. Mấy nữa chú lên chú thăm con nhá. Thế con có muốn chú lên nữa không? Không. nói ngược, bạn ấy ngược. Không hiểu bị ngược. Đấy bạn ấy bởi vì bạn học chưa tới nơi tới chốn. Rồi, thế thì mấy nữa chú lên lại nhá. Cảm ơn anh Quang. Đây anh Quang, cảm ơn anh nhá. Rồi vâng, cảm ơn cả anh Hưng nữa, chủ chỗ trọ này. Đây, cảm ơn anh nhá. Vâng. Dạ vâng. Vài ngày tới thì mình sẽ lên đây để cập nhật tình hình tiếp về nhà bé Lan và để cho bé Lan một cuộc sống mới, và mình cũng sẽ liên hệ với cả bố của bé Lan nữa. Hy vọng là với sự giúp đỡ của anh Hưng, anh Quang hay là những người như là anh Tiến thì mình có thể là kiểm soát và giúp đỡ gia đình được nhiều hơn. Và nếu mà ở đây có cái việc gì mà ấy thì anh hỗ trợ em nhé. Ok. Vâng, và liên hệ nhé. Có gì ngày anh chạy qua đây xem có gì thì anh vâng, nói em. Vâng, vâng, dạ anh cảm ơn anh nhé. Chào anh nhé. Em về Hải Phòng đây. Anh nhá. Vâng. Em về Hải Phòng đây. Vâng. Lan à, chú về nhá. Dạ con. Chú về nhá. Bye bye con nhá. Mù chế nhá.